Ok thì bây giờ mình sẽ vào mình xem cái nhận định cái con IS đi ha các anh chị, IS đi. Thì tới cái thời điểm này á thì hôm bữa nó rớt xuống sau cái FOMC đúng không ạ? Với lại jobless claim nó rớt xuống 2 ngày. Nhưng sau đó nó có một cái signal trống. Thì nếu mà nhìn tổng quan các anh chị, nhìn tổng quan về cái khung ngày á thì IS nó vẫn còn đang là uptrend ha, nó vẫn còn là uptrend. Thì nó xuống dưới đây để nó cố tạo cái high low rồi để đi lên. Thì ngay chỗ cái điểm này á các anh chị, ngay chỗ cái điểm này lý do tại sao con IS nó giữ bữa giờ là cái middle cap với lại small cap á nó đang giữ giá rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên á là cái phần về mấy cái phần mà của big cap á, Apple, Amazon, Tesla, Meta đó thì hầu như là các anh chị cũng đã thấy cái ticker nó rớt rất là nhiều đúng không ạ? Thì tới cái khung chỗ này thì bây giờ các anh chị nhìn sao khung mà khung một ngày như thế này, thì nếu mà nó giữ được ngay đây thì nó sẽ đi lên để nó tạo cái high low, và tới cái thời điểm của sóc trend thì nó cũng đang cố gắng tạo cái high low nha, nó đạt tạo cái high low quay lên. Và cái điều đặc biệt á trong cái kỹ thuật các anh chị đã biết được á, cái này là chuẩn bị nó đang tạo cái bull flag đúng không ạ? Khi nó break out cái bull flag thì đi lên đúng không ạ? Nó không có cái vấn đề gì mà đang để bê ha, bữa nó bê mình đang đón con spy về 363 nhưng mà cuối cùng nó đã giữ lại ngay chỗ đây. Đó, nó giữ lại ngay đây thì nó sẽ coi chừng nó break out cái bear flag. Ngày mai nó mà break out thì có khả năng là nó sẽ đi lên rất là cao ha, các anh chị hãy cẩn thận. Đó. Thì nó đang tạo cái high low, nó break out cái bear flag, cái bull flag. Break out cái bull flag thì nó sẽ lên cao hơn. Và điều đặc biệt là cái ngày 8 tháng 11 này là chuẩn bị ra bầu cử á, các anh chị cũng phải để ý cái việc đó. Nhưng mà trong cái chart này thì nó vẫn còn là bull. À, đó là cái khung ngày. À, về còn khung tuần thì khung tuần thì đang thấy cũng obi 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 nhưng mà obi này thì cũng không phải là tệ lắm. À, obi cũng không tệ lắm. Nhìn về khung tháng của IS thì nhìn cái ticker đây đi cho nó dễ đi. IS có IS1 đi cho nó dễ hơn là con IS. Ok. Khung tháng thì vẫn còn là bear nhưng mà có dấu hiệu là cái signal của mấy cái college trend á, thì nó vẫn còn là dấu hiệu đi lên đúng không ạ, dấu hiệu đi lên. Và candle ở đây thì vẫn còn nằm trên EMA 50, khá là ổn, khá là đẹp ha. Đó thì đó là nhìn cái khung ngày, khung ngày của IS tạo cái bull flag nha, anh chị để ý cẩn thận. Ở chỗ này là dấu hiệu nó quay lên. Đó, quay lên tạo cái halo quay lên là cái lý do tạo high low quay lên. Thì anh chị đã thấy này, Apple này đúng không ạ? Apple Apple sao ạ? Apple rớt quá tệ đúng không ạ? Nó đang squeeze down. Ok, nó đang squeeze down, vậy thì cái khả năng nó sẽ còn xuống nữa nhưng mà tuy nhiên là SPY nó vẫn còn giữ và IS nó vẫn còn giữ giá chỗ đó. Vậy thì trong cái trường hợp này nè, mà đang nói Apple đi xuống đúng không? Amazon. Ok. Đúng không? Amazon vẫn đi xuống. Nhưng mà trong cái trường hợp Amazon này các anh chị nhìn thấy nó đỡ hơn không? Nó đẹp hơn không? Đúng không? Có buyer vô mua đúng không ạ? Mua được tí xíu thôi. Buyer cũng có xuất hiện rồi. Ok. Rồi, tiếp tục mình xem Tesla. Đúng không ạ? Sao ạ? Tesla sao? Tesla đang đi xuống luôn đúng không ạ? Thấy không? Anh chị thấy không? Tức là đang đi xuống rồi. Netflix, những ticker lớn đi, Netflix đi xuống luôn đúng không ạ? Big Cap toàn đi xuống không ạ? Meta đúng không? Meta cũng đi xuống luôn rồi. MS ra, MS thì phải chọn Microsoft thì phải chấm nó lại. Vậy thì bây giờ trong cái trường hợp này nè, các anh chị có thể đặt lại một câu hỏi ngược lại. Ủa tại sao mấy big cap mà đi xuống nhiều vậy? Nhưng mà sao SPY vẫn còn giữ? Vậy thì trong trường hợp này thì sao? Nếu mà big cap nó đứng lại thôi, nó đứng lại thôi, thì bây giờ con SPY nó sẽ như thế nào? Đúng không? Thì hồi nãy giờ mình có thể cho các anh chị xem được đó, là tất cả cái ticker big cap nó đều downtrend. Nhưng mà SPY vẫn giữ giá, đúng không? Thì mình nhìn nhận rõ cái vấn đề là con IS này thấy nè, đúng không? Nó vẫn giữ giá.
Thế thì trong cái trường hợp này sao? Trường hợp nếu mà con Apple, Amazon, Tesla nó đứng giá, đứng lại nó không rớt nữa thì sao? Thì có phải là con SPY bắt đầu ổn không? Mà khi mà từ ở dưới nó quay đầu lên, những thiết cận nó quay đầu lên, thì có phải là SPY nó bay rất là mạnh không? Đúng không ạ? Có phải là SPY nó bay rất là mạnh không? Thì cái vấn đề này á, thì mình đang tracking rất là kỹ, và sắp tới mình đang lên cái plan để cho sẽ cho group, các anh em trong group để trade, và sẽ chọn một cái strike price rất là tốt để cho các anh chị để trade. Nên bữa giờ mình có theo dõi, mình có theo dõi rất là kỹ về cái con Tesla và Apple đó. Đó là cái cách mà mình phân tích để mình có thể cho các anh chị nhìn nhận được, thấy rằng okay, con SPY nó sẽ đi đâu nếu mà Apple, Amazon, Tesla đứng lại, đúng không ạ? Tại vì tới thời điểm này nó hai mấy con kia nó rớt quá rồi mà SPY vẫn còn giữ giá tốt mà. Vậy thì chờ mấy con kia nó đứng lại thì Apple quá là ổn, đúng không ạ? Thì đó là cái cách mà mình phân tích theo theo trên chart thôi. Đó thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Đó là nhìn nhận về con Apple. Tại vì Apple nó là một cái ticker cũng khá là lớn, mà bữa giờ nó bị bad news bên China thôi, ảnh hưởng tới cái nhà máy. Nhưng mà nếu mình rớt xuống dưới đây nữa thì các anh chị nghĩ đi, mà nhiều investor họ nghĩ sẽ thế nào nếu mà cái Apple nó rớt xuống thế này? Họ có thể là hài lòng lót vào, mà khi lót vào thì giá nó đứng lại, mà đứng lại thì lúc đó thì sao? Con SPY nó sẽ càng bay lên. Chỉ cần nghĩ là con Apple với lại Amazon nó đứng giá lại thôi, không còn rớt nữa. Nhưng mà tại vì tới thời điểm này đang squeeze out, mình chắc chắn nó sẽ còn rớt một hoặc hai ngày nữa, rồi sau đó nó sẽ đứng giá lại, và nó đứng giá lại rồi nó sẽ bay lên thì con SPY nó sẽ bay lên rất là cao. Rồi mình xem thêm cái con SOSS đó các anh chị, SOSS này, SOSS ha, đúng không? SOSS thì SOSS này là cái con bear này, bear thì khi mình nhìn bear thì chắc là SOSL rồi, có vẻ là ổn hơn đúng không chị ha? Thì anh chị thấy cái mẫu hình gì đây không ạ? Các ai có thể cho mấy anh chị học viên mình có thể cho mình biết được cái mẫu hình này mẫu hình gì không ạ? Head and shoulder. Cảm ơn em. Và chính xác, head and shoulder, và head and shoulder của bên SOSS này nó rớt thì nó lên và xuống, và lên và xuống này, thì bây giờ nó xuống này. Đó thì cái trong cái trường hợp là SOSL nó sẽ đi lên. Nhìn đúng cái mẫu hình đi lên đúng không ạ? Thì cái short trend thì nó vẫn còn dấu hiệu downtrend, downtrend xuống, thì cái khả năng SOSL nó sẽ đi lên. Đó thì đó đó là mình nhìn cái con SOSS để mình xem SOSL ha, tại vì SOSL giờ này nó sâu quá rồi, nó xấu quá rồi, nó xuống thấp quá đó, nó xuống thấp quá nên mình mới coi con kia nó dễ nhìn hơn. Đấy, anh chị thấy không? Cái khả năng mình chỉ đoán thôi, cái khả năng nó sẽ đi lên, mà nếu mà chị nào có mua thì cũng phải nhớ set stop loss nha, set stop loss. Thì xong rồi, đến bây giờ mình IMD. AMD con thì xem anh kia mới hỏi. Ok thì AMD thì nó đang đi sideways chỗ đây bữa giờ, và mình căn cứ trên SOSS đó, thì nó đang dấu hiệu mà head and shoulder để đi xuống, thì khả năng AMD với lại NVDA thì cái khả năng của nó sẽ đi lên đó. Thì đó là cách mà mình nhìn nhận, mình thấy được cái chart của SOSS có dấu hiệu đi lên. Đó là nhìn tổng quan của khung ngày. Còn để mà day trade thì mình cần phải xem lúc mà pre market, chứ mình không có xem bây giờ. Bây giờ xong tí nữa cái pre market cái nó chạy tùm lum hết rồi, các anh chị cũng không biết, và mình cũng phải đi làm lại mất thời gian. Mình nhìn khung ngày để mình xem tổng quan cái trend của nó nhiều hơn. Rồi anh chị có thắc mắc nào không? Chị thắc mắc nào thì cứ hỏi ha, mình sẽ trả lời giúp cho mấy anh chị. Cô dùng con Google. Ok, thì nếu mà nói về Google thì nó cũng là một trong những ticker lớn á. Hồi nãy Maxin cũng quên kèm theo Google, chỉ có Apple, Tesla, Microsoft thôi.
Thì Google tới cái điểm này á, đang thấy nó có một cái dấu hiệu trống nè. Dấu hiệu trống này. Bữa mình coi để mình. Rồi sao 24. 24, 24 sao nó quay lại 33. Thì khung ngày của Apple nó cũng đang rất là rớt đúng không ạ? Thì xu hướng nó đang chống lại rồi. Cái volume của nó thì volume buy của nó vô, có vô nhưng mà yếu. Đó, có vô thì yếu. Thì ngay chỗ đây á mình cũng không có xác định được nó là đáy hay không. Còn cỡ 75% là mình nghĩ nó chỗ đây là đáy. À, 75% ngay chỗ đây là đáy, tại vì nó đã có một cái xuất hiện cái signal rồi. 75% là đáy. Thì nếu mà ngày mai á, ngày mai ha, nếu mà nó giữ được ha, nó giữ được nó đi lên thì có nghĩa at least lắm là nó sẽ đi lên khoảng cỡ vài ngày. À, khung 1 giờ thì lên rồi. 4 giờ thì lên rồi. Vậy thì với cái tình hình này mình thấy ổn anh. Google ổn, Google đang có dấu hiệu đi lên này. Xe phố nó về 80 được không? Set set giờ 80, set top loss anh. Mình không chơi xe phố đó. Nếu mà xe phút giờ 80 thì anh cố gắng chọn cái ngày expire khoảng cỡ 1 tuần đi. À quên, sorry, 1 tháng đi. Hay là 2 tuần cũng được. Ngay chỗ đây cũng được. Đây có signal lên này. Hợp lý. Được anh. Ăn tiền premium, với lại nếu mà nó về nó đưa cho mình xe thì mình cũng được nhận ba mấy, bảy mấy đô cho một một xe cũng hợp lý. Google là ticker lớn, không không phải lo. Ticker Google Apple là anh chị. Đó. Tức là tới cái thời điểm này thì nó giá tốt rồi, mình có thể mua. Giống như cái đợt trước mà Trang với lại Bi và là Maxin và anh Minh có làm cái video về hướng dẫn cho các anh chị trade cái lúc mà bear market đúng không ạ? Thì sau đó khoảng cỡ vài ngày thôi thì nó đã bay lên rất là nhiều đúng không ạ? Nó bay lên rất là nhiều thì cái anh chị đã mình mất cái cơ hội đó, thì mình đâu có biết được. Mình cảm thấy hài lòng mình mua xong mình rớt mình mua để long term. Anh chị nào cảm thấy ok thì mình sẽ mua long term, với lại điều kiện là mình cảm thấy đúng cái điểm của nó ha, nó xuống quá thấp rồi, mấy cái chỉ báo RSI rồi nó xuống quá thấp rồi. Mình có thể mình cam mình mua thì nó bao lên thì mình có lời mình chốt ra. Còn những nhiều trường hợp thì cũng có thể nhiều khi bị ảnh hưởng bị new, mà anh chị nào là bị suy thoái rồi gì đó mà cuối cùng thấy nó có suy thoái đúng không, đâu có suy thoái đâu, spy nó bay lên này, mình mua kho mà từ lúc ba 360 nó bay lên có ba bảy mấy mình bán tiêu mình bỏ nó chạy, mình cũng nghĩ sợ suy thoái nó bay lên tới đây mừng quá bỏ chạy, nhưng ai dè nó chạy lên luôn 390 luôn, mắc ăn thế thôi, cũng bị ảnh hưởng tâm lý các anh chị. Giờ anh chị còn có thắc mắc nữa không ạ? Mình vẫn còn trong bear market đúng không? Dạ đúng rồi, còn trong bear. Cái này chỉ là cái rally của nó thôi, nhưng mà nó sẽ xuống tiếp ha. Cũng cũng có thể là như vậy. Nhưng mà trong cái trường hợp anh cứ nghĩ đi, nếu mà trong cái xu hướng mà nó đi xuống đi, Google đi xuống đi, anh đợi nó mà lên tới hết cái bear market đi, anh thấy cái bull á thì lúc đó anh đã muộn quá rồi đúng không? Thì nó hết cái bull thì nó đi như thế nào, nó phải chạy lên tới trên này, nó phải tạo cái hai lô. Thì bây giờ cái điểm này, cái điểm lô của nó nè, lô đó nè đúng không? Bây giờ nó phải lên tới đây nó hai, rồi xong lên tới đây nó xuống cả lên hai, bây giờ nó lên tới trên này anh mới thấy được nó là bull market. Thì đó bây giờ anh cứ nghĩ đi, 88 mà lên tới 130 thì lúc đó anh sẽ tiếc bao nhiêu đô một share. Cái strong support đó là khoảng 80 77 thôi. Cái strong spot nó hả? Cái strong spot nó còn cỡ nằm ở đây. 85 56. 85 56 cho khung tuần. Và thêm một cái support nữa là mấy đây 73 đúng không, 73. Vậy thì trong tất cả mọi người đâu có ai biết được nó cái
86 hay là 73. Thì nếu mà anh chị cảm thấy thích thì mình hài lòng, mình sẽ phút mình mua nhận vô từ từ. Nhưng mà thì mình dựa trên cái tín hiệu của cái chỉ báo nè, mấy cái chỉ báo nè, mình cảm thấy hài lòng. Đúng không ạ? Đỡ hơn là anh chị đều có một số anh chị mua ở 123, giờ nó xuống tới đây thì họ vẫn giữ xe. Bây giờ nếu mình mua xe ở đây thì mình vẫn giữ, nó cho nó tụt xuống thì mình vẫn còn bớt lỗ hơn với họ so với họ, kiểu là như vậy. Chứ bây giờ Cái mình con Google này nó rất là good cho investment dạ đúng rồi, nó ha, Google này bankruptcy thì thôi anh, mấy anh em mình khỏi cần internet để trade đi, khỏi cần search gì luôn. Nó rất là ổn mà, rất là tốt. Google, Apple nó mà đi to thì cũng cũng hơi bị mệt á. Nên mua mấy ticker này anh không cần phải lo. Còn nếu mà anh đúng cảm thấy rồi, mình từ Google nó không có ai cạnh tranh nó, còn Apple thì còn có thằng mấy thằng kia nó còn ra không, chứ thằng Samsung nó cạnh tranh nó không. dạ đúng rồi. Cạnh tranh về hệ điều hành á, Google cũng có Android á. Còn nếu mình cảm thấy mà mình sợ, mình có thể day trade được anh, mình day trade, mình không muốn giữ ban ngày mình day trade. Make money này, lên đánh lên xuống đánh xuống. Rồi các anh chị có thắc mắc nào không? Anh chị có thể chat trong cái public chat để mình thấy, mình xem cho mấy anh chị. Đó, thì Coi giùm con BA được, bây giờ cả khả năng đi về đâu hả? Đi về hướng hướng của nó sao? BA thì đang tạo cái hai lô rồi, quá đẹp rồi. Anh thấy BA nè. Ví dụ như trong cái trường hợp này hôm bữa mình không mua ngay chỗ đây đúng không ạ? Thì nó lên tới đây. À, nó lên tới đây, nó lên tới đây xong nó tạo xuống lại đây, cái nó lên lại trên đây. Thì lên xuống, lên đúng không ạ? Cái lên tới đây cái nó xuống lại đây, cái nó lên. Thì ngay chỗ đây là điểm hai lô. Đang nó đang đụng EMA 200 khung ngày thì ngay chỗ đây là cái điểm mà support, cái resistance mạnh của nó. Nếu mà nó bay qua được, nó bay qua được thì nó là support mạnh, mà nó bay qua không được là cái resistance mạnh của nó này. Thì nói về BA thì chắc anh chị trong group bữa hôm bữa anh ăn cái BA không? Anh có ăn được cái BA không? Có ăn cũng được, cũng cũng trăm trăm mấy một xe xong mà chạy hết đi rồi. Tiếc quá ha. Bây Tiếng giờ quá nhiều mà tự thấy nó thấy thôi, đúng rồi, thôi mình đi ra thôi. thì hôm bữa anh Michael anh cho mọi người bắt cái đáy nè, bắt đáy ngay cái điểm 132 nè, ngay 32 luôn đúng không ạ? Đến cái Không, thời điểm bây giờ mình biết rồi, bữa sau mình có thể mình để cho con nó free run, cho nó chạy từ từ. Không, mình theo anh Michael một hai lần rồi, thì từ từ để mình thấy quen con đường đó thì mình để mình swing cho nó lâu xíu, chứ là cho con như con spy sao đó. Thì cứ nghĩ đi, bây giờ để mình xem thử coi hôm bữa là 135 đúng không, ngày 18 cái option nó giờ nhiêu ta. Như ảnh bán ra bớt một ít rồi, anh còn lại một ít, ảnh không Đúng rồi, bán. chứ mình mua con đồng máy à. Ồ vậy luôn hả? Con đồng mà nhiên đồng mà đồng ba đồng bốn gì. 145, Michael cho 145. Bây giờ nó lên tới 16 đồng mà anh chưa chịu bán. Anh bán bớt ít này còn ít, bây giờ anh còn giữ nè, lên tới 16 đồng nè. Nói gì? Kinh không? À, đủ một lệnh này rồi sao mà. Với lại con Sun Run, cái con Run này nè. Hôm bữa anh Michael cũng cho mọi người, không biết mọi người có mua không ngay cái lúc mà nó nằm dưới đây nè. Lúc nằm gì đâu dưới đây nè, anh chị ta mua không? Lúc nó 2 mấy đô, 20 đô sao? Rồi có First Solar nữa, First FST rồi. First Solar. Đó, First Solar đó, mà không biết bây giờ thấy nó bung lên nè. Bung lên quá trời không ạ? Nó bữa nó bay lên tới đây, những cái ticker mà rất là tiềm năng. Các anh chị trong group mình ai cũng biết luôn ạ, mấy cái ticker đó. Nó đi lên chỉ có Tesla, Tesla thì chỉ có Tesla là đi xuống thôi. Tesla thì lúc anh chị cho lên được chiếu đây thì nhớ set stop loss thì đi xuống. Tesla chỉ có Tesla bị thua thì hai ticker kia bạn ăn.
Apple cũng vậy, Apple thì anh vừa cho cái đợt đầu thì ăn, cái đợt sau thì nó bị rớt xuống ở chỗ đây. Cái đợt đầu thì ăn từ dưới đây là 100, 130, 140 á, 140 sao lúc lúc này nó đỏ là anh mua cho thêm này, lên tới đây. Cái đợt sau này ảnh cũng cho nhưng mọi người bị rớt xuống ngay chỗ đây, thì cái hy vọng mọi người sẽ stop loss. Ăn đợt đầu đợt sau bị thua. Rồi anh chị có thắc mắc nào không? CVNA AMC hả? CVNA thì thôi ticker nó khỏi nó rồi chị ơi. Ticker nó giờ vô lòng đất luôn rồi. Nghĩ sao mà nó rớt tới 340 38 38%. 38 Nghe nói nó còn 130. xuống, khoảng 6 đồng ấy nha. Nó còn xuống nữa đó, các anh chị hãy chuẩn bị tâm lý đi. Là khả năng nếu mà nó xuống quá thì dưới 1 đô là mệt luôn á nha, có trường bankruptcy. Tại vì ticker này là cái fundamental của nó cũng mới ra, nó cũng mới ra nên cái độ ổn định của nó mình không dám chắc, mình không biết cái ticker này nhiều. Nó xu hướng đặt trend thôi, các action đi xuống luôn, không có gì tốt hết. AMC, ui sao những ticker toàn ticker hot không mà ta. AMC thì đang squeeze out chị, không còn gì để vui nữa. Nó còn 5 đô à, nó squeeze out nè. Đúng không ạ? Anh chị thấy không? Đang squeeze out thì vẫn còn khả năng đi xuống đó. Chuẩn bị đến earning của nó là hy vọng nó bay lên chút xíu chứ còn không không nó không lên nổi. Quá yếu rồi. Rồi MONA. MONA có dấu hiệu bay lên nha, good lắm, nó đang tạo cái bull flag này lên này các anh chị ơi. Nó đang test cái EMA 200 này. Qua thứ hai nó break đi lên giữ lên luôn thì có khả năng đi lên luôn nha. Đẹp, go up. Đang tạo hai lô. Đang tạo hai lô cho đi lên. Đỉnh của nó này, một đỉnh này. Đỉnh thứ hai cao hơn, bây giờ đang cao hơn nữa này. Này go up nha. Ok, ép ngu. Ép em ép ngu, đọc cái tên thấy tội nghiệp á, đọc ra biết ngu luôn. Ticker này sao thấy nó thẻ tệ dưới người ta đang be luôn rồi, cái volume của nó tràn lên bài quá trời bài luôn mà cuối cùng không lên nổi nha. Volume nó tràn lên quá trời luôn, bài tràn lên quá trời nhưng mà volume không, candle không lên nổi, tức là mà vẫn còn đang squeeze out thì thôi là anh chị biết rồi, ticker này nó yếu quá rồi nha, không có gì vui hết cho ticker này. Rồi anh chị còn ticker nào cần xem không, anh chị có thắc mắc nào không? Anh coi giùm em con POTT P P P P O đúng rồi anh POTT Yep. Thank you anh. Con này em chờ nó đi rồi mai em lượm tiền, phút nó xuống có option không? Có anh, có option. Con này canh nó đi anh, canh nó thì nó lên từ đây là mình canh mình sốt nó xuống, phút nó xuống. Dạ. Em cũng tính short nó xuống á. Em hỏi anh cho chắc thôi. Thank you anh. Không có gì. Cái cờ nó cao quá giờ lên cho nó đỡ làm gì nữa, đưa nó xuống thôi. Bad ending mà chạy lên trên cao thì là cao. Cái này là, nếu mà em vô lệnh em nhớ cho mấy anh chị phút nó xuống phút cỡ tháng nha Eric. Dạ, ok anh, Có gì mai em nói. Giờ nó fill gap giờ. Dạ. Ok, thank you em. Dạ, thank you anh. Rồi anh chị có cái câu hỏi gì không? PayPal hả? PYPL. PYPL hình như là còn short mà. Ticker nó đang còn squeeze out. Squeeze out nhưng mà cái volume của nó đang trống ngay chỗ này rất là nhiều. Trống rất là nhiều. Volume nó trống mà candle, các anh chị thấy candle như là muốn candle.
Hammer luôn ta, hammer ngược luôn, hammer chút xíu. Không phải hammer ngược mà hammer luôn á, hammer xíu. Đang cố chống rút chân lên nè. Nhưng mà nó đang speed down nè. Thì nếu là speed down nhưng mà earning của nó tốt ha, earning của nó tốt. Thì nếu mà nó giữ được các anh chị, nó giữ được qua ngày mai nó mà giữ được, nó giữ được lên khoảng 76 thì mình có thể consider để mình coi mình đi ra cái phút ha. Chứ còn hiện tại nó muốn, muốn cái volume nó quá nhiều rồi ha, volume nó quá nhiều, sao earning nó quá nhiều mà nó không cho xuống, mình hãy cẩn thận, vẫn còn đang dấu hiệu speed down thì đang thiên về đang downtrend nhiều hơn nha. Nhưng mà cho thấy volume của nó đang trống thì ngay chỗ đây nó bị complete, nó là 50 50 vừa trên cái bullish band thì nó đang là down, mọi thứ là quá yếu nhưng mà volume thì cho thấy nó không cho xuống. Ok. Anh chị còn có thắc mắc nào không, ticker nào không? Tới thời điểm này mình đang thấy IS nó đang có một dấu hiệu con Mara hả? Mara. Ticker Mara, Mara hiện tại đang yếu quá, đang speed down luôn rồi. My earning phải không? Qua tuần earning. Ngày earning cái này của nó cẩn thận nha. Cẩn thận earning thì Coinbase thì coi con Coinbase là biết liền. Coinbase earning của nó bad earning nè, thấy không? Coinbase bad earning thì Mara cũng sẽ bad earning. Nhưng mà Coinbase thì nó không rớt, Coinbase không rớt nhưng mà Mara thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không có good earning đâu, tại vì Coinbase cũng đã bad rồi, thì cái này cẩn thận đến ngày earning nó nha. Tới thời điểm này thì nó là xu hướng downtrend, nó đang là squeeze down, giá đi xuống. Cái support của nó thì có ở đây á, có đó 9.6 nè, nhưng mà earning thì mình không có biết được, earning nó cho phát đi xuống 8-7 điểm là chuyện thường, nó đẩy lên một phát lên 14 điểm là chuyện thường ha. Earning thay đổi rất là nhanh. Nhưng mà Coinbase nhớ nha, Coinbase đang bad earning thì ticker này mình không nghĩ nó good đâu. Với lại đến thời điểm này crypto không có gì đẹp. Cùng ngày thì cái support nó nằm đây. Support với lại resistance nằm đây luôn nè, nó resistance nó nằm đây luôn nè. Mấy cái này vẽ như thế nào sao mà mình sẽ hướng dẫn cho mấy học viên hết. Ok. Rồi, xem ticker nào nữa. EYNN. Ticker nào, ticker gì? Chinese hả? Bullish Chinese hả? 28 đồng hả? Bullish Chinese, Chinese đang quay đầu lên nè. Ticker đang quay đầu lên nè. Bullish Chinese, ticker đang quay đầu lên. Nha. Vậy là mấy ticker của bên Chinese nó đang quay đầu lên. Ba ba thì sao? Ba ba thì cũng ngóc ngóc lên chút xíu nè. PDD đó, cũng ngóc lên chút xíu nè. Hè chỉ mấy ticker bên bu của nó đang đi lên, có dấu hiệu ổn lên anh. AT and em ATM Delaware. Ôi ticker này đang đi xuống rồi này, nó đang price action nó đi xuống rồi. Nó đang đi xuống rồi, my earning đây này. Mấy ngày 7 phải không? Đúng rồi, my earning đây này. Cẩn thận nha, nó đang đi xuống rồi, cẩn thận. Có hai giải pháp, mà một là đi xuống luôn, còn hai là nó sẽ lên tới này resistance này, này rồi nó sẽ bị đập xuống à. Nè. Nó lên resistance cho đây rồi nó sẽ bị đập xuống à, còn không là nó đi thẳng xuống một lèo tới nơi luôn. Ok.
support nó 872 mà earning này thôi, support thì earning nó cho đi luôn hay là nó lên luôn, chứ mấy cái này support này không có lại gì hết. Rồi anh chị còn cái gì nữa không? Anh chị nhớ chat trong cái public chat ha. Anh chị member cũng vậy, chat trong cái public chat á, đừng có chạy vô cái member chat thì mình không thấy. Public chat đi, đúng không? Ngoài public chat. Đây mình coi member chat. Ok, shop. Có chị Morgan chỉ với chăm sợ chạy vô trong member chat này. Shopify hả? Shopify mua xe được hay không? Cái cờ này nếu mà muốn thì hãy đợi đi, đợi. Em nghĩ nó coi nó giữ được trên đường email 20 không ạ? Nếu mà nó giữ được email 20 thì mình có nên mua xe được. Cái thiết kế này cho long term thì nó là đối thủ của Amazon mà, nên các chị cũng phải đâu có lo mấy thiết kế này nhiều. Hôm bữa nó xuống có 24 mình kêu mọi người mua vô này. Cứ mua vô đi, mấy thiết kế này nè, đợi lâu nó cũng lên nè. Mấy thiết kế này good fundamental nha các chị. Khung tầng này vẫn còn đẹp nha, khung tầng vẫn còn đẹp, shop trend nó vẫn báo đi lên. Khung tháng thì nó quá thấp rồi, mọi thứ nó đang chống lại cái đây, có dấu hiệu nè. Anh chị nào long term thì nghĩ tới khung tháng luôn, quá đẹp ha. Shop trend đây có dấu mình hiệu. Mình thấy cái hãng này đâu có ai mua nhiều đâu. Nó là cái nền tảng anh, cái nền tảng để cho bên tụi mà làm seller á, nó đặt lên nó giống như cái shopping mall vậy đó hả? Nó cho thuê cái gọi là cái đúng rồi, cũng như là một cái shopping mall vậy đó, rồi nó có nhiều cái store trong đó, rồi mình vô mình list cái store đó giống như trong cái mall vậy đó. Mình list ví dụ như mình có một gian hàng nào đó, mình dựa trên cái nền tảng của đó, mình list trên đó để lấy số ra, sort ra, thì giống kiểu là cạnh tranh Amazon fulfill, nó không có nhiều bất lợi quá cho tụi seller đó. Hiện nay ra cạnh tranh mà nó cũng lớn mạnh lắm. Nó cũng là đối thủ cạnh tranh của Amazon dữ lắm á. Nên fundamental của nó cũng khá là ổn. Nếu mà chọn thiết cờ này với lại thiết cờ eBay á, thì mình lại thích ticker Shopify hơn. Shopify nó rất là tốt hơn, nó tiềm năng hơn, mà thấy nó ngon hơn eBay. Đó là cách nhìn của mình thôi, các chị nào có thắc mắc nào thì để xem. Vậy thằng này nó cũng giống như thằng Wayfair vậy phải không? Wayfair ha, Wayfair là thằng nào ta? Em chưa biết đó. Nó cái tiết kiệm hồi trước vẫn nó cũng có trong cái suy nè. Wayfair hả? Đó bao nhiêu vậy cô? Way. Ý là nói đây Way. Wayfair đúng không? Wayfair đúng không? Ý nói Wayfair tiết kiệm đúng không? Mình thì mình chưa có tìm hiểu thích cờ này lắm, mình cũng chưa có biết thích cờ nó là gì. Nó là retail store, nó cũng giống như nó cũng bán hàng online đó, cũng nó cũng bán hàng mà hàng hàng đó hàng như hàng rẻ đó. cái này là store. Ví dụ như là store thì những cái thằng store này là nó nằm trong cái thằng Shopify, nó nằm trong ở trong đó, kiểu đó như vậy. Cái này là store thôi, cái này là buôn bán hàng thôi, còn Shopify là nó làm cái background làm ở sau nữa. Ok, hiểu rồi. Con này giống kiểu front desk thôi, còn kia là back end. Wayfair này nó giống như kiểu giống cạnh tranh giống Amazon, giống eBay vậy đó. Còn Shopify này nó là company provide payment dividend and moment no information, nó chỉ về cung cấp cái nền tảng mà ai nói sau á, cho mọi người lựa chọn làm cái web browser data center để mình có thể connect ra một cái site để mình bán hàng vậy đó.
W hả? W Wayfair ở đây nè, mình có coi nè, đắp xem xong rồi nè, Wayfair này. Nó cũng xuống thấp quá, good earning nhưng mà cũng tuột xuống rồi. Yes, ngày mai chắc xanh đó nha. Nó càng ngày càng đi lên đó. Nó đang quay đầu lên. Tạo hai luôn. Paper trade cũng ăn cũng được 1.600 rồi chứ. Good. Đấy, cứ coi cái collagen plus á, mà cái vô 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 rồi rồi đánh 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 lên đánh xuống vậy đó. Yeah, cái reaction đúng không? À, đúng rồi, theo cái price này mình đi, Yeah. nhưng mà mình chơi cái screen cho nó lâu xíu, Yeah. chơi 10 phút cho lên, Yeah. ok thì nhanh quá. Thì giờ mà future thì có nhiều anh chị cũng khuyên là mình nếu mình được á, mình 4 ở trên 15 ngàn á, thì đánh ăn cũng dễ lắm, tại vì nó chạy xuống không chạy lên à. À, chứ còn mà ít tiền vô thả vô là nó xuống nó quét stop loss xong đi lên không nha. Đúng rồi, cái Dạ. này phải có vốn là mình đánh lấy chứ bên em mà vốn nhỏ vô á, cái tự mình không có vốn thành ra mình cứ sợ thua cái ra cái mình chịu không nổi rồi mình cũng danh à, khó lắm. Dạ. Có chị Kim Mì nè, chị sát thủ nè. Ừ, tức thì chơi quen rồi, cái này mình cũng cái tinh thần cái thằng lấy vững Dạ. á, cái thằng lấy vững thì mình theo sát được, mà nếu mà không vững là dễ bị đó. Dạ, nguy hiểm lắm á, vô là ăn nhanh thua nhanh mà, bởi phải vẫn phải học về TA, rồi học cách sử dụng. Còn nếu mấy thì chơi cứ con nhỏ thì mình có thể mình gồng được, ví dụ mình chơi hai con thôi, mình điểm mình kiếm cái điểm support đó, xong mình để ra mình sẽ sắp lót khoảng chừng 15 điểm để cho nó Dạ. chạy, thì nó chạy xuống đó, nó nghĩa là nó bắt quá là mình thua 15 điểm, còn không thôi á thì thường khoảng chừng 10 điểm là nó chạy lên lại, nếu mà mình có cái điểm support đó thì tốt quá, thì nó Dạ cũng dạ bay lên lại là mình cũng không thua đâu. dạ Và đừng chơi nhiều, chơi khoảng chừng hai con rồi từ từ. lần thì tập tập mình chơi những con đó xong mình cứ build up lần lần lên quen rồi anh chị, build up lên. Nãy giờ chắc chị Kim cũng kiếm không bột mà chắc chị cũng kiếm được khá khá rồi. Alo chị Kim ơi. Chị Kim. Hi Mason, hi Where em. are Ăn cơm tối. ăn cơm tối hả? Nãy giờ kiếm đủ nhiêu tiền rồi chị? Chưa, tại đang ăn cơm. Ăn cơm mà. Chỉ Muốn ăn ăn gì? luôn. Trời ơi, thôi đi ăn phở đi Cơm cho ăn nó cơm vô đi trong chị. cơm Ok chị, thôi chị ăn cơm đi. hấp rồi á. Chuẩn bị nó rớt á. Yeah. Ok, anh chị có thắc mắc nào nữa không? Nếu không có thắc mắc nào thì Max sẽ ngưng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Còn chị nào mà muốn 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 học thì có thể xem đăng ký học, còn có thể là muốn xem cái pre-market thì ngày mai. Hình như học thì đăng ký có ngày ngày mùng 4 á, mùng 4 khai giảng mở giảng. Nhìn cũng ngày chạc có vẻ đẹp. Ok, vậy thì mình sẽ ngưng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ha các anh chị. Ok, thank you, Mason. Dạ, không có gì. Good Ngày mai night. gặp. Dạ, good night các cả các anh Bye, chị. good night. Mai gặp.